Chào các bạn, trong video này mình sẽ gợi ý trả lời câu hỏi thế giới quan duy vật biện chứng là gì, nội dung bản chất và vai trò của thế giới quan duy vật biện chứng. Các bạn lưu ý rằng có một số bạn đã gửi câu hỏi, các bạn chỉ hỏi là thế giới quan duy vật biện chứng là gì, cho nên đối với video này mình cũng nói cụ thể hơn, đó là nội dung bản chất và vai trò của thế giới quan duy vật biện chứng đặc biệt là phần vai trò của thế giới quan duyệt biện chứng các bạn có thể vào ngay trong kênh này mình nói về vai trò của thế giới quan duy vật biện chứng hay nói cách khác là vai trò của triết học duy vật biện chứng thì các bạn có thể tìm hiểu ngay trong kênh Lê Hùng 123 hoặc là kênh Hùng Lê Lý luận Chính trị và Xã hội Vậy thì điều đầu tiên các bạn phải trả lời được thế giới quan duy vật biện chứng là gì các bạn biết rằng là lịch sử phát triển của con người, của loài người. Nó là lịch sử phát triển của các loại hình thế giới quan khác nhau. Vậy thì có nhiều hình thức thế giới quan. Chúng ta nếu tìm hiểu thì các bạn có thể tìm hiểu về thế giới quan thần thoại hay là thế giới quan huyền thoại, thế giới quan tôn giáo, thế giới quan triết học, vân vân. Vậy thì ở đây các bạn chỉ hỏi là thế giới quan duy vật biện chứng là gì? Các bạn lưu ý rằng là có rất nhiều tài liệu nhưng không có tài liệu nào định nghĩa một cách đầy đủ thế giới quan duy biện chứng là gì. Họ chủ yếu chỉ nói tới cách tiếp cận và nội dung bản chất của thế giới quan duy biện chứng. Thế thì thế giới quan duy biện chứng là gì? Chúng ta có thể hiểu nếu nói đầy đủ cái thuật ngữ này là thế giới quan triết học duy vật biện chứng. Thế giới quan Duy vật biện chứng là hình thức phát triển cao nhất của thế giới quan triết học, duy vật khoa học. Thế giới quan duy vật biện chứng ra đời vào những năm 40 của thế kỷ 19 do Marx và Engel sáng tạo ra. Sau đó thì được Lenin bổ sung và phát triển. Do tiếp thu được toàn bộ những tinh hoa của lịch sử tư tưởng nhân loại, lại được sự hậu thuẫn bởi những cái thành tựu của khoa học tự nhiên đương thời. Do đó, thế giới quan duy vật biện chứng ngay từ khi mới ra đời nó đã khắc phục được những cái hạn chế của thế giới quan triết học trước đó, đó là thế giới quan duy vật thô sơ, mộc mạc, thế giới quan triết học siêu hình. Thế giới quan duy vật biện chứng không chỉ phản ánh thế giới vốn như nó có, vốn như nó tồn tại, mà còn là công cụ hữu hiệu giúp con người nhận thức thế giới và cải tạo thế giới. Đó là chúng ta hiểu một cách chung nhất về thế giới quan duy biện chứng. Thứ hai là nội dung của thế giới quan duy vật biện chứng. Thế giới quan duy vật biện chứng xuất phát từ bản thân thế giới để giải thích thế giới nó công nhận tính khách quan của các quy luật vận động phát triển của giới tự nhiên, của xã hội và công nhận khả năng nhận thức thế giới của con người. Thế giới tự nhiên theo quan điểm duy vật biện chứng vốn thống nhất biện chứng các yếu tố, các cái bộ phận, các cái mối liên hệ mặc dù đa dạng nhưng liên hệ phụ thuộc tác động ảnh hưởng lẫn nhau. Thế giới này thống nhất ở tính vật chất của nó. Thứ hai, thế giới quan duy vật biện chứng xuất phát từ quan niệm duy vật khoa học về nguồn gốc của con người, loài người. Con người có nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc xã hội. Nguồn gốc tự nhiên chính là sự tiến hóa dưới sự tác động của các yếu tố, hoàn cảnh, môi trường. Sự sống được xuất hiện từ chính thế giới vô cơ của các loài sinh vật động vật con người có nguồn gốc từ vượn người nguồn gốc xã hội cho sự chuyển biến từ vượn người thành người đó chính là lao động và cùng với lao động và sau lao động chính là ngôn ngữ lao động và ngôn ngữ là hai chất kích thích trực tiếp cho sự chuyển biến từ vượn người thành con người con người là một thực thể sinh vật xã hội duy nhất biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động. Bằng hoạt động thực tiễn, con người tách mình khỏi giới tự nhiên nhưng cũng chính bằng và thông qua thực tiễn, con người quan hệ với giới tự nhiên một cách chủ động, tích cực, sáng tạo. Thứ ba, thế giới quan duy vật biện chứng xuất phát từ quan niệm duy vật về lịch sử để giải thích lịch sử xã hội loài người quan niệm duy vật về lịch sử xuất phát từ những con người hiện thực đang sống đang lao động để xem xét lịch sử xã hội để tồn tại con người phải có quan hệ với tự nhiên thông qua sản xuất vật chất và quan hệ với nhau quan hệ với giới tự nhiên như thế nào sẽ quy định quan hệ giữa con người với con người tức là quan hệ xã hội như thế đó biểu hiện cô đọng của quan hệ giữa người với người, giữa con người với tự nhiên được thể hiện ở lực lượng sản xuất. Biểu hiện cô đọng nhất của quan hệ giữa con người với con người trong quá trình sản xuất vật chất chính là quan hệ sản xuất. Sự thống nhất biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất sẽ tạo nên phương thức sản xuất. Cách thức kiếm sống của con người khi lực lượng sản xuất phát triển đến một mức độ nào đó nó sẽ mâu thuẫn với quan hệ sản xuất đã trở nên lỗi thời mâu thuẫn này đòi hỏi phải xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ lỗi thời thúc đẩy cho lực lượng sản xuất phát triển nhờ vậy mà xã hội loài người vận động phát triển từ thấp đến cao lịch sử xã hội loài người chính là lịch sử thực hiện nhu cầu lợi ích của con người để hiểu sâu được nội dung này, các bạn có thể tìm hiểu về cách tiếp cận của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Hoặc nói cách khác là cách tiếp cận của Marx về xã hội, nó khác gì so với phương pháp tiếp cận duy tâm, cách tiếp cận của chủ nghĩa duy vật siêu hình trước đó. Thứ ba, bản chất của thế giới quan duy vật biện chứng bản chất của thế giới quan duy vật biện chứng. Nó được thể hiện ở những điểm sau. Thứ nhất, thế giới quan duy vật biện chứng đã giải quyết một cách khoa học đối với những nội dung của thế giới quan. Thế giới quan duy vật trước đó đã có những thành tựu rất quan trọng trong việc xác lập quan niệm duy vật về thế giới. Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm tôn giáo và nó góp phần cải tạo tự nhiên và xã hội tuy nhiên thế giới quan duy vật cũ vẫn tồn tại những hạn chế như mới duy vật trong việc giải thích tự nhiên nhưng còn duy tâm trong việc giải thích lịch sử xã hội tinh thần nói khác đi thế giới quan duy vật cũ là không triệt đẻ các bạn có thể tìm hiểu về nhà triết học điển hình của thế giới quan duy vật cũ chính là feuerbach ông là nhà triết học duy vật khi bàn tới những vấn đề của tự nhiên nhưng khi sang nghiên cứu những vấn đề của xã hội thì ông lại trượt sang quan điểm của chủ nghĩa duy tâm. Cái hạn chế thứ hai của chủ nghĩa duy vật trước mắt chính là chưa thấy được tính năng động sáng tạo của ý thức tinh thần của nhân tố chủ quan trong mối quan hệ với vật chất, trong mối quan hệ với khách quan. Nói khác đi, thế giới quan duy vật cũ còn hạn chế ở tính trực quan siêu hình máy móc thứ ba chưa thấy được vai trò của thực tiễn đối với hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người do đó chưa giải quyết được một cách khoa học vấn đề cơ bản của triết học từ đó chưa giải quyết được một cách khoa học về những nội dung của thế giới quan đó là điểm thứ nhất điểm thứ hai thế giới quan duy vật biện chứng giải quyết đúng đắn khoa học vấn đề cơ bản của triết học cho quan hệ giữa vật chất và ý thức là quan hệ biện chứng thông qua và bằng hoạt động thực tiễn con người mới cải biến được sự vật trên thực tế qua đó con người mới có ý thức hình ảnh tư tưởng của mình về sự vật. Ý thức tự thân nó không có vai trò gì đối với vật chất, phải thông qua hoạt động thực tiễn của con người, ý thức mới tác động trở lại vật chất. Thứ ba, trong thế giới quan duy vật biện chứng có sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng thế giới quan duy vật cũ luôn tách rời phương pháp biện chứng do đó nó chưa phải là thế giới quan thực sự khoa học trong thế giới quan duy vật biện chứng thế giới quan duy vật gắn bó thống nhất hữu cơ với phương pháp biện chứng thế giới quan duy vật được làm giàu bằng phương pháp biện chứng còn phương pháp biện chứng thì được đặt trên nền tảng thế giới quan duy vật có thể nói thế giới quan là thế giới quan duy vật biện chứng còn phương pháp biện chứng là phương pháp biện chứng duy vật đồng thời cả thế giới quan duy vật và cả phương pháp biện chứng đều hơn hẳn về chất so với các thế giới quan duy vật cũ cũng như các cái phương pháp nhận thức cũ điểm thứ ba hoặc chúng ta chỉnh lại là điểm thứ tư đó là trong thế giới quan duy vật biện chứng có sự thống nhất hữu cơ giữa quan niệm duy vật về thế giới với quan niệm duy vật về con người về cuộc sống con người và quan niệm duy vật về lịch sử nói cách khác thế giới quan duy vật biện chứng là thế giới quan duy vật triệt đẻ thế giới quan duy vật biện chứng quan niệm một cách duy vật không chỉ thế giới tự nhiên không chỉ con người và cuộc sống của con người mà cả lịch sử và đời sống tinh thần của loài người. Thứ năm, trong thế giới quan duy vật biện chứng có sự thống nhất giữa tri thức khoa học và niềm tin cộng sản. Thế giới quan duy vật biện chứng là hệ thống những tri thức khoa học về tự nhiên, về xã hội và về con người. Nó chỉ ra những quy luật phổ biến nhất của sự vận động phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy. Chính tri thức khoa học của thế giới quan duy vật biện chứng đã chỉ ra rằng con người nhất định sẽ đi lên chủ nghĩa cộng sản. Sự phát triển của kinh tế tất yếu dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa tư bản trong lòng xã hội phong kiến. Cũng từ sự phát triển của kinh tế tất yếu sẽ dẫn tới sự ra đời của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản từ trong lòng chủ nghĩa tư bản. Nói cách khác, sự diệt vong của chủ nghĩa tư bản và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản đều là tất yếu như nhau và do tính tất yếu kinh tế quy định. Như vậy, chính tri thức khoa học chỉ ra con đường đến với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản Ngược lại, niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản có cơ sở, có căn cứ khoa học. Tức là ở đây, chúng ta muốn nhấn mạnh đến cái cấu trúc của thế giới quan thì nó gồm có tri thức và niềm tin. Cho nên, thế giới quan duy vật biện chứng nó chính là sự thống nhất giữa tri thức khoa học và niềm tin cộng sản. Thứ sáu, trong thế giới quan duy vật biện chứng có sự thống nhất giữa tính thực tiễn và tính cách mạng. Tính thực tiễn của thế giới quan duy vật biện chứng thể hiện ở chỗ thế giới quan duy vật biện chứng không chỉ giải thích thế giới mà quan trọng hơn là cải tạo thế giới. Trong luận cương về Feuerbach, Marx đã từng khẳng định rằng các nhà triết học đã chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, xong vấn đề là cải tạo thế giới thế giới quan duy vật biện chứng đã chỉ cho giai cấp công nhân lực lượng gắn bó với lực lượng sản xuất hiện đại cần phải cải tạo không chỉ tự nhiên mà cả xã hội lỗi thời lạc hậu tính cách mạng của nó thể hiện ở chỗ nó đòi hỏi phải chống lại mọi xã hội bất công nô dịch áp bức con người nhằm giải phóng con người toàn diện nhưng thế giới quan duy vật biện chứng cũng chỉ rõ muốn cải tạo được thế giới tự nhiên và xã hội thì phải thông qua và bằng hoạt động thực tiễn của con người chứ không phải bằng mong muốn bằng con đường khai sáng bằng những lực lượng siêu nhiên hay ý thức tinh thần do vậy muốn cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội mới thì phải thông qua hoạt động thực tiễn cách mạng của đông đảo quần chúng nhân dân mà trong chủ nghĩa tư bản lực lượng tiên phong đó chính là giai cấp công nhân do đó tính thực tiễn gắn bó với tính cách mạng trong thế giới quan duy vật biện chứng cũng vì vậy mà trong thế giới quan duy vật biện chứng luôn có sự thống nhất giữa tính khoa học và tính cách mạng thống nhất giữa tính khoa học và tính cách mạng trong thế giới quan duy vật biện chứng mang tính biện chứng tính khoa học bao hàm và đòi hỏi trong nó tính cách mạng ngược lại tính cách mạng cũng đòi hỏi và bao hàm trong nó tính khoa học. Còn về vai trò của thế giới quan duy vật biện chứng, chúng ta thấy rằng thế giới quan duy vật biện chứng có vai trò quan trọng, đó là định hướng con người nhận thức đúng đắn khoa học thế giới hiện thực. Nó giúp cho con người có cơ sở khoa học để đi sâu nhận thức bản chất của tự nhiên, xã hội và nhận thức được mục đích và ý nghĩa của cuộc sống, giúp con người hình thành những quan điểm khoa học định hướng mọi hoạt động, xác định thái độ và cả cách thức hoạt động của con người. Đó là nói một cách khái quát về vai trò thế giới quan duy vật biện chứng. Còn để hiểu sâu hơn điều này, thì các bạn có thể tìm hiểu video phân tích về vai trò của triết học Mark Lenin trong đời sống xã hội và trong công cuộc xây dựng hay là đổi mới ở Việt Nam. Video đó thì các bạn có thể tìm hiểu trên kênh YouTube Lê Hùng 123 hoặc là Hùng Lê Lý luận Chính trị và Xã hội hoặc kênh Triết học 123 hay là kênh Sử Việt 123 đều có nội dung đó mong rằng những định hướng ở đây các bạn có thể tham khảo để làm tốt hơn các cái bài kiểm tra hay là làm tiểu luận các bạn lưu ý rằng những nội dung này thì nó nằm trong các cái tài liệu mà mình đã tổng hợp lại các bạn muốn tham khảo các cái tài liệu đó thì các bạn tìm hiểu trong phần mô tả của video mình sẽ đưa các cái tài liệu tham khảo để các bạn có thể trích dẫn thêm chúc các bạn học tốt môn triết học mark lenin nếu thấy có ý nghĩa đối với bản thân các bạn và nó giúp ích cho các bạn trong việc tham khảo để làm tốt môn triết học các bạn nhớ like chia sẻ và ủng hộ kênh cảm ơn các bạn